Hồi mai ba trăm ngàn. Trồng này đây, người ta bọc rất là kỹ, ở ngoài là một lớp giấy bố, bên trong là một lớp ni lông đen, còn bên trong nữa là một lớp giấy bố nữa. Trong giấy bố người ta phun giữ ẩm á. Thì gửi đi mười mấy hai chục ngàn cũng không sao á, nó có giữ ẩm trong đây nè, có lớp giải bố trong đây nữa ha. Làm kỹ lớp giải bố phía bên trong á, giữ ẩm á. Như khúc củi vậy đó, cây này nè, nó đặc biệt là nó không có cái mặt cắt luôn, nó liền lạc. Cây này thì chắc cũng còn tơ, nó còn non, nó có nhiều cái chi nhỏ đó, mấy cây mà có mấy cái chi nhỏ nhỏ thế nè, trồng lẻ lên lắm, cái da nó còn mở, nó nhanh lên mầm lắm. Còn mấy cây mà có cái tược nó, cái chi nó bự, nó bự á, nó già gỗ nó đỏ, trồng nó lâu lên mầm á. Mấy cây này nè có cái chi nha, nó nhỏ nhỏ thế này nè, nó lẻ lên mầm á. Đây trồng nó lên hai cây rồi, đọt màu xanh. Ít bữa nó mạnh là đem ra nắng luôn, rồi dưỡng đâu đó khoảng một năm nè, cứng thì cứng rồi mới ghép, mạnh khỏe thật là mạnh khỏe rồi mới tiến hành cắt ghép. Nè, giờ cắt lại mấy cái đầu rễ cho nó ngọt á, ép vô cái chậu nè, gọn lại nè, không có mặt cắt luôn, liền lạc. Nói chung mấy cây mai rừng này người ta đi bướng nhà chủ yếu là lấy công làm lời, nên giá rất là rẻ. Nhiều khi mấy cây hoành 5-60 nó có mấy trăm ngàn, đó là một ngày công người ta đi bướng, đi bướng đi đào ở dưới trong núi đá rồi, người ta lấy cái công làm lời, lấy cái công như ngày công làm hồ 300 ngàn 400 ngàn, thì hai người đi đào tính ra bán được 700 ngàn. Như cây mai cát nè, đó nó mọc ở dưới cát mấy chục năm á, nó mọc đâu ngang đây à, nhìn đã lắm. Nói chung là trồng nó khó sống, mà khi nó sống rồi á, nhìn nó có hồn, nó giống như kiểu nó là duy nhất á, như tác phẩm nghệ thuật á. Mai xanh tốt á, trồng một năm mày ghép. Anh em tham khảo á, nói chung chơi có này có kia á, và mày nhà mình làm đầy á, có này có kia chơi nó phong phú, nó không có bị chán à. Và cái mai công nghiệp, mai Long An đâu nè, đó nó phong phú không có bị chán à. Và mai vườn nè, tuổi đời cũng mấy chục năm á. Cây mai rừng nè, đó. Cây này đúng là mai rừng của núi đá luôn nè. Kỳ mùi giờ nó dập tùm lum rồi, ghép sống á. Cái thân quá đã,
mấy mai nhà thì dễ rồi, mai nhà mai tứ quý á, trồng thì dễ rồi, tứ quý rồi. Nó đa dạng, trong tính kiên trì á, chúng ta trồng cái này được là mấy cây mai vàng, mấy cây tứ quý á, đó, thì chuyện nhỏ. Mà khi mấy anh ta đam mê mà không có điều kiện á, ta chơi cái mai rừng này nó tốn thời gian á, bỏ thời gian ra nhiều lắm, nói chung có mấy trăm ngàn à, là chúng ta chơi trải nghiệm á. Còn mấy cái cây mà mai vàng mà cỡ này thì nhiều khi giá nó mắc hơn cả chục lần không chừng á. Gồm tây quý, tây quý thì dễ nuôi hơn rất là nhiều. Tây quý mai vàng nè, nó rễ hệ, cái hệ rễ cám nó nhiều quá, cây nó xanh tốt khỏe lắm. Mấy cây gốc nhớt rồi nè, nuôi lên mai vàng nè, cây bành bành không à, rễ nó mạnh, mai ghép lên nè, có này có kia chơi vui. Anh em xem à, thực tế à, nó trồng sống nó đã lắm. Nè, cây xù nên nó tùm lum luôn à, nhanh thiệt á. Này, cây tứ quý nè, này nè, nó tùm lum luôn à, đồn lại á, vàng xương bên trong á. Cây bình lợi á, đồn mà này ra lòng á, cây mai vàng chậu mét nè, này ra lòng mà nè. Cây tứ quý chậu 1 mét á, kiện này phá sạch đất luôn, cái bộ đế nó bích luôn á, nó tới cái rìa chậu luôn á, tới rìa chậu 1 mét luôn, nó nơm lên á, nơm lên phía tới bên trên trên đâu nè, bè lại á, nguyên một cái hệ rễ nó bó đặc luôn á. Tứ quý chậu 1 mét lọt lòng. Cây mai vàng à, nói chung đa dạng á, người ta chơi nó đa dạng, đế dữ lắm á, đế tới cái rìa chậu 1 mét luôn á, lúc trước nằm chậu 1m2 á, ép lại chậu 1 mét nè, bự dữ lắm á, không có thấm thía gì, cái tay để giờ không thấm thía gì với cái bộ đế này đâu á, ở dưới nó còn cả tấc đế ở dưới nữa, ra tới cái rìa mà này luôn. Mấy tứ quý rồi à, hai cây mai cát này nữa nè à, sống hết à. À, cây mai cát à, dạng mai dĩa nè, nó mấy nhánh à, mùa mà có mấy nhánh nhỏ nhỏ nè, nó lẹ lên lắm, lẹ lên mầm lắm á, mày trồng cũng được 7-8 tháng gì rồi, chột bự ra, cái lá giống như lá của cây thần kỳ vậy. Cây bên đây cũng là mai cát à, như cái hồ, như cái bình bông đó, tròn tròn ảnh nè. À, anh em tham khảo à, mình làm được thì chắc chắn anh em sẽ làm được à. Chắc chắn sẽ làm được thôi.
nè, ghép mặt bên này tháo bọc nè, cây hình nhân cái mai vàng áp vào mấy chục năm trước như cái bẹ dừa vậy. Tứ quý hình nhân rồi, cái này hổm trọng á, chắc trồng thì bình thường thế đó, chia sẻ chắc trồng với anh em nè. Trồng khoảng 3-4 ngày sau tưới thằng ngừa nấm á, ngừa thớ rễ Ridomin á, chắc trồng nó khô nó ráo thế này nè, có đất đây nha nè, nó khô nó ráo từ từ nó mới ra rễ được, cỡ 3 tháng nó mới lú mầm á. Chú trọng này ba cái mai nhà tứ quý nhiều khi lẹ tháng 2 tháng thấy nó nhú mầm á, còn cái này 3-4 tháng khi nửa năm luôn. Rồi cắt mấy cái này lại trồng á, ép vô chậu nhỏ không có mặt cắt luôn, liệt lạc trên. Rồi, này ta cắt lại mấy cái đầu rễ này hết, bắt đầu là tha keo, tha keo để nó khô rồi chúng ta sẽ gọt vô cái mí này á, đó, tha keo cho ngay vô mấy cái mặt cắt này cho đừng cho nước nó thấm vô cái gỗ, đó, rồi người ta gọt cái mặt cắt này cho nó phúng nhựa ra, rồi người ta cái thằng kích rễ á, chấm vô mấy cái đầu rễ. Chấm vô mấy cái chúng ta vừa cạo ra cái phần da. Chấm vô mấy cái đầu rễ. Quét luôn cái thằng rễ trên luôn á. Đó, cái này mình có thử quét rồi, quét cho cây tứ quý á, nó ra rễ từ trong thân mà ra luôn á. Nó phúng rễ trắng luôn. Rồi để khô đem trồng á, quét vô cái thằng thân này luôn. Kích rễ này thì mình mua của mấy người ta làm mà chuyên làm cho mấy con á, tạo rễ nơm đâu á. Rồi quét khoảng chừng 10-15 phút là nó khô á, rồi trồng luôn. Đó, trồng xong ta thay quậy cái thằng kích rễ này á, quậy lõn ra tới á. Này, cái này thì anh em nào mua cái này thì mình nhắn Zalo cho mình á, mình có số điện thoại của người bán, cái mình không có bán cái này. Đó, thấy xài cũng hiệu quả. Này mình mua của mấy người ta chuyên bán xài cho ba mai con á. Tạo rễ của mai con nó lên chùm chùm á. Mấy cây mai con mà cắt rễ nhúng cắt rễ chuột á, nhúng vô cái thuốc này á. Nó ra rễ chùm 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 mà người ta làm bá mai sắp đế á. Nó ra tổ luôn. Đã thuốc này nè. Rồi, chúng ta cũng chắc trồng vô quá. Ở dưới đáy lót một lớp than, ớt lớp sỏi á. Là cái sỏi cho nó rõ nước. Dưới cùng là lớp lưới mùng cho chất trồng đừng chạy ra. Chất trồng thì trồng đất đá phun mít sơ dừa trấu hung ít thôi, nói chung này trồng lâu dài thì sơ dừa với lại thằng đất nó bằng nhau, trấu hung thì nửa thằng sơ dừa, đất đá phun mít thì nửa thằng đất à. Rồi sau khi quét thuốc á, thuốc vô mấy cái mặt cắt á, quét thuốc nó khô à, trồng á, à. Trồng cho nó này, trồng như thùng mốt luôn á, sau này nó sống rồi em ta chuyển qua chậu. Này đổ chất trồng vô á, rồi ém chặt
tưới đẫm nước, cố định cái gốc lại, dùng dây ni lông nè cố định lại cho đừng bị rung lắc trong thời gian nó ra rễ. Nhiều khi chúng ta về tới về lui nó rung lắc là nó gãy mấy cái đầu rễ dưới, cố định lại hết à. Nắm nhắc lên được. Đó, có thể be lên tới thân này, người trùm kính. Ta be lên á, này nó nhỏ mình làm cái dùng cái thùng mà chồng lên luôn, lên tới đây nè, nó giữ ẩm lên đây. Đó, còn ở trên dùng cái bịch trùm kính lại để trong mát, tưới đẫm nước, chú ý tưới cho đẫm nước à, cho chắc trồng nó không có bị bọng bên trong, trùm kính lại. À, cột kính để trong mát 2-3 ngày sau chắc trồng nó ráo ráo, chúng ta tưới thuốc cái thuốc ngừa nấm cho nó, ngừa thối rễ cho nó. À, cây này trồng á, nói chung mai rừng trồng á, một tuần thì chưa thấy gì đâu, chưa thấy keo nhựa, chưa thấy gì đâu hết, khoảng 2-3 tháng á. Còn mấy cây mai nhà chúng ta nè, trồng chừng 1-2 tuần, lâu lắm chừng tháng là kéo nhựa hả. Ba cái mai nhà, mai tứ quý rồi. Nè, bứng về có khoảng chừng 10 ngày là nó gom nhựa tứ quý rồi. Ghép tên luôn hả? À, trồng nó nhưng mà lâu lắm á, như cây này nè rất là lâu. Rồi đây cái mai cát, cây mai rừng ta có tham khảo quá, chung mình làm được thì chắc chắn là em làm được thôi, không có gì mà người ta làm được thì mình làm được thôi, không có gì mà nó cầu kỳ ra. À, cái đọt riêng trong thân nè, màu xanh đường thân đã. Cây mấy cây Sài Gòn ra đọt thấy mê không? Mưa xuống mấy đá phúng đọt thì đã thiệt à. Về thông tin nên tham khảo cho vui á. Trồng sống nè, ham lắm. Chăm sóc thì có chơi nha. Nói chung là mai mấy mai rừng thì mỗi cây mỗi dáng, không có cây nào giống cây nào hết. Mỗi cây là độc nhất. Đó, tóm tắt lại cái phương pháp làm anh em xem. Đó, ta mua về đó, ta cắt lại mấy cái đầu rễ, cắt lại mấy tay cành bên trên, tha keo đầu rễ, để cho cái đầu rễ nó khô. Xong rồi chúng ta gọt cái phần vỏ, phần vỏ ngay chỗ mấy cái đầu rễ đó. Mục đích của việc tha keo là chống nó thấm vô cái mạch gỗ, để cho nó trong thời gian nó chưa ra rễ được á, thấm mạch gỗ là nó bị thúi á. Chúng ta gọt mấy cái đầu rễ để chúng ta quét thuốc vô đó, rồi để khô rồi đem trồng ra. Trồng thì giữ ẩm cái thân đó, vậy thôi. Mấy này làm á, từ từ có, giờ này năm rồi mình làm giờ có nè. Đó, năm mấy năm trước à, gần 2 năm trước làm á, giờ có nè. Năm 2022 làm á, giờ 2024 có, giờ chúng ta làm thì sau này nó có ha.
À, nói chung giá thì rẻ chứ không mắc á. Cây này đó mua phôi là 900 ngàn nè. Đó, giờ ghép mình chơi lên. Đó. Nó là độc nhất á, trong vườn mình thì nó cây này nó ai thấy cũng trầm trồ ra nha. Mai rừng ai cũng nói khó sống rồi, trồng sống được thấy hạt đã. Nha, tiền tứ quý với mai vàng thì đầy, ai cũng có. Chúng ta mua mấy phía trên, ta mua mấy cây mà nó còn cái chi nó nhỏ nhỏ thế này nè. Trồng nó nhanh lú mầm lắm. Chứ mà mấy cây mà chúng ta lựa, mấy cây mà cái mặt cắt nó bự quá. Đó, trồng nó không có lại mầm nhiều khi nó tuột, nó yếu nó tuột luôn thì bỏ luôn, đâm ra nản. Lúc trước mua cây á, bảy mấy 80 hoành gì đó, cái mặt cắt bự bằng cùm giò chứ, bốn mấy hoành mặt cắt á, trồng nó không có ra rễ. Cây đi mua 6-7 triệu cây đẹp thiệt đẹp á, chết cái nản luôn. Cái mua lại cây này giá rẻ, cái nó sống được thấy ham mà. Cái mình mua nữa, mua rẻ rẻ chứ không phải mấy đào mua cây mắc tiền. Nó mắc tiền thì chắc nó sẽ đẹp á. Đó, mà chết một cái là nản à. Cho chúng ta mua cây rẻ rẻ thôi, nó có chết là cũng không có chi phí cao. Đó, sau khi trồng rành này, trồng biết trồng á, mua cây mắc tiền á.